À, xin chào các bạn. Trưa nay thì thân dân Bạch ở gần cái khu gần dừa nước này thì vườn tạp cái này thì con thấy ở đây rất là mưu luôn. Bây giờ đang không biết trong đó đã lâu lắm không có người vô, không biết cái đó có nhiều loại động vật nào nó lạ không, chứ là nhiều loại trái cây nào lạ không. Giờ con sẽ vào trong đó khám phá xem trong đó có cái gì bất ngờ không nha. Để các bạn xem thân nha. À, đang dẫn các bạn cũng nha. Đi con, đi đây. Nhiều khi có rắn hoặc có gì đó mình có cây mình chặt nó rồi chạy ra thôi, muốn dọn đường nữa mình đi. Bây giờ có buổi tối chim cò nó ở rất là nhiều mọi người. À, đây là phân cò anh Kim nó ngủ trên đồi như thế này đó. Nó thể phân xuống đây thì phân nó sống như thế này. Những người đi rừng chuyên nghiệp người ta sẽ biết đây là phân của loại chim gì luôn á. Đó, học sinh học lớp 8 là mình có học bên này. Và cây này là loại cây sống lâu năm. Cây này lá từ xưa. Và có độc trội hay sao đó. Và trên đây có một lần nhện này rất là quý cho mọi người. Ở nước ngoài người ta cũng thường thường cũng có nè. Ở Việt Nam cũng có loại này. Các bạn xem nè. Loài nhện này đã lắm, khi nó làm tổ nó sẽ nó tạo bốn góc, mà con này nó mới làm bốn góc à, bốn góc đối xứng như là hình chéo vậy đó, nó sẽ hình trắng trắng năm ký hiệu luôn các bạn thấy rõ trắng trắng nè, nó làm đuôi à. Thôi bây giờ mình tiếp tục đi coi. Ở đây đầu tiên mới vô mình phát hiện được cái này là một con loài nhện ha. Cái lần này đẹp nữa thôi, rất là may mắn. Cái gì cắn ngứa quá. Rồi, xin giới thiệu các bạn, đây là cái trái dưa chuột, còn gọi là thèo dưa cắt chuột. Ở miền Tây mình ngày xưa tụi nhỏ mấy anh em mình hồi nhỏ rất thích ăn luôn. Nó giống như trái dưa leo các bạn. Cái này ăn rất là ngon luôn. Hồi đó giờ nếu mà ở dưới quê, trẻ em ở dưới quê thời 8x 9x á, 9x đời cuối thì sẽ có duyên để ăn được cái này. Như các bạn xem, dưa leo rừng, dưa leo cái chuột, nhìn giống như là phân chuột nên người dân hồi xưa ta gọi là còn dưa leo cái chuột. Không à, hết rồi, nhìn cái khác một chút còn gì nữa không?
nó có chuột các bạn ơi. Bây giờ mấy bạn cứng ra để vô đó có chuột gì tân nha, để vô cảnh đây đang khui khui coi có gì trong đó không, tắt mấy đứa nhỏ luôn sẵn à. Ở đây phát hiện một loại dây giống như trầu đó, trầu bào á, đây nè, dính này kìa, dính này, dính này em ơi, dưới đây biển á, thấy không? Dính. Ê, ô, quá. Còn gì chàng nhắn luôn. Một em. Thế gì vậy? Chiều cây. Gắn được. Bạn này vẫn chưa. Đấy ngoài này. Đấy. 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 Đụng ra nè. Chi kìa nó mất chuột. À, để túi quần đi. À, qua khu rừng cạp thì mình tới gần dừa nước này. Giờ mình sẽ thấy đồ hộp dao vọng nữa. Chi nó ra. Nào bây giờ đi tụt như này. Mình đang làm gì đi có thể thức. Đây là cái đụng đỉnh. Cái đụng đỉnh mà không có. Hôm nay nhìn từ mấy bên.
chết một con mà một cái lẫy cái sĩ đây nên thì nó gửi đà cho nên cũng cạn thêm nha. Nó có nhiều trắng đây Go. Xin chào các bạn, đây là bông dừa nước. Ở bên anh đang đọc tin báo là ở bên Indonesia người ta sẽ lấy những nhiều nhiều nước, nhiều dừa nước hôm nay người ta sẽ làm rượu uống rất là ngon. Eo hoa của nó là mọi người. Là vàng có vị thơm rất là thơm đặc trưng luôn. Hoa dừa nước. À, còn đây là bùi nước non nè. Đó, đây là bông của nó chưa nở. Bông này chưa nở. Nhìn gầm giống như cây phương trượng á. Cây này mà chặt ra hồi nhỏ tụi mình ở quê chơi thì thường ta chặt cái này làm cây phương trượng để nó lộ vũ khí. Rồi, thấy không? Gì non, non thì mình uống nước. Nếu gì nước non thì anh em mình sẽ uống nước. À, uống nước gì nước. Dạ. Nó ngon nước dừa mình, cái vị nó có vị đậm đà hơn. Cái mùi chân á. Còn nhìn qua đây. Cái mùi già quá ta, cũng lên thua. Dán luôn nè. Vì này ngon hơn buồn chứ mình đúng. Giờ các bạn nhìn xem nha. Giỏi này vừa ăn lắm đó. Nó ngon. Khi ăn nước thì mình dùng sử dụng mũi dao hoặc cái muỗng đại ra. Cái dốc một lớp này thì ăn rất ngon. Để ăn em ơi. Nó ngon không? Giống buồn nước giống. Rồi quên nữa, sẵn với tiền mọi người luôn. Đây là cây dừa nước non nè. Cây dừa quả dừa nước mà nó già rồi nó rụng xuống thì
những cái mọng sẽ mọc lên mà vì nước vào non sẽ gây thế này, nó rất là dễ sống sinh tồn luôn. Rồi, thôi giờ hai anh em mình vô khu vực này không có gì đặc trưng hết, các em mình nước nhiều thôi, hai anh em mình vô chổng đây ăn gì nước đi chưa thôi. Cẩn thận nha. Dạ, vừa đến. Qua cái buồn này rất là khó khăn. Để thử buồn nha. Để thử đi. Rồi tiếp theo thì em mình sẽ thử cái buồn nước tiếp theo coi còn có nữa không ha, để phát hiện thêm một buồn nữa. Dạ quá. Cái này nâu quá. Cái buồn đó được á. Ôi gì đây, nón ha. Nón ha. Uống nước được á. Uống nước đi. Đối với những trái dừa non như thế này thì mấy anh em sẽ dùng để lấy nước chứ không ăn cái được. Không có cái thì nước vẫn nhiều lắm. Ôi dừa ăn không hả? Từ từ để anh coi. Cái này là đúng dừa ăn luôn á. Có cái này vừa ăn vừa có nước vừa có cái nữa. Chứ hồi nãy tới trái buồn hồi nãy thì nó quá đặc. Rồi, này cứ uống đi. Rồi, bây giờ hai anh em sẽ thưởng thức cái quả dừa nước buồn dừa. Vừa ăn này nước ủ quá văng hết trơn đây mình ăn vậy không. Ồ, cái này nó hơi mỏng ha, cơm nó không dày lắm nhưng mà cái này dùng tay mình đẩy không được. Mình sử dụng tay cái thì mình đẩy đồ tụi mình đừng quay đẩy cho lớp cơm nó lên và mình nói mình ăn ngọt, nó ngọt đúng không? Ừ. Còn miếng kia nữa kìa. Từng thì uống. Mình phát hiện trái giống gì không? Y chang cái mão của mấy vị Phật ha. Cái vàng vàng nè. Đúng không? Không, hết trái rồi. Hai trái hả? Hai trái rồi. Cái này là bông nước thôi nha rồi. Bông nước non, rất đẹp. Rồi thôi giờ mình em sẽ vô hồ bàn khe luôn. Rồi, vô mình trải nghiệm như này tiếp. Con đường mòn vào chỗ vị trí cũ. Ở đây thì đường đi gai rất nhiều. À, ở đây có dây giác nữa. Có người khai thác rồi. Thôi giờ anh em mình ra rồi. Rồi sau khi đốt được bùn nước xong thì vào đây con sẽ chặt và để thùng đá. Nước ngọt này cho nó ướp tạnh ăn mới ngon. Giờ tôi sẽ chặt cho các bạn xem nha. Để giặt bùn nước thì mình sẽ dùng cái sống dao này mọi người. Để dùng cái sống dao này mình mở, mình đập mạnh như bầu một trái như thế này để cho nó rớt ra. Nếu mà nó rớt ra thì mình bẻ luôn, bẻ từng trái kia ra được cái người mở khóa vậy đó. Bùn nước này trái rất là to luôn. Trái hình dẹp. Trái nhìn nước thế này nữa. Nó to đẹp. Đẹp luôn. Trong mùa nước thì những trái ở trên đó thì nó ngon hơn những trái ở phần đít này. Là nó chín sao á.
Còn những trái như thế này thì gọi là nó không có cơm ở trong đâu, gọi là gì biết. À, trong mùa về nước nếu mà mình gặp những trái này nhiều thì mình ăn rất là ít hết thịt. À, sau khi mình vẽ, mình đã mở ra rồi thì mình mấy trái có cơm thì gọi nó là đơn giản. Rồi đó, mùa về nước này thì mà cái số lượng mà trái ăn được rất là ít, còn những trái mà không ăn được bao nhiêu là cũng là rất nhiều. Là nhỏ hết tụi mình á, thường vẽ ra hết, sau đó sẽ lấy cái cục đen này này làm trò chơi, giống là cái búa của những cái vị thần trong phim ngày xưa cũng để hết. Và thôi bây giờ tôi sẽ chặt dừa nước ra cho các bạn xem, ốp ở đây làm món dừa nước ốp chứ là nước Vishna ha, Vishna. Có cây nè, chặt cái cây nè, quên nè, này có cây nè. Dùng ta dao mình để hoặc là mình dùng tay mình bấm lên ấn nhẹ nè các bạn, mình bấm mà khi mình ăn gì nước á, cái đơn giản và nhanh gọn nhất là nếu mà đi rừng không có dụng cụ gì thì mình sử dụng ngón tay mình đẩy lên đó, để lên gì là cái lớp nó ra nè, chúng tôi nè, rồi sau đó mình chỉ việc mình đưa miệng mình ăn thôi, rất ngon. Vừa nước mình vừa đốt ở trên cây xuống, như quầy xuống mình ăn liền như thế này thì nó cũng giữ cái độ nước trong đây rất là ngọt. Bây giờ mình đặt đây. Bây giờ Tân xin kết thúc video của mình tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở cái clip sau trải nghiệm đồng hương Tân nha. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui. Đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Tân nha mọi người. Bye bye.